gì tiêu cực nhất mà em đã từng nghĩ tới là gì? Cái điều tiêu cực nhất mà em từng nghĩ tới là em sẽ chết. Vì? Em có hai lần muốn chết. Lần đầu tiên là sau khi cha em chết. Cha em mất năm 9 tuổi. Thì em nhớ là buổi sáng hôm đó tất cả mọi thứ nó đều như cũ. Có một cái người vĩnh viễn không còn ở đó nữa. Thì lúc đó thì thực sự là mọi thứ nó sụp đổ trong em. Và em cảm thấy nó không có một cái ý nghĩa gì để mình muốn sống nữa. Mình muốn gặp lại cha của mình. Ba em thương em lắm hả? Ở nhà em thì mẹ rất là khó tính, mẹ hay đánh. Nhưng mà cha là cái người chưa bao giờ đánh em cái nào hết. Ví dụ có tức quá, em có lì quá thì cha em chỉ giơ tay lên mà mày nhưng mà không đánh nổi. Bây giờ em hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào. Em có một cái điều rất là hối hận. Lần đó là mẹ em đi bổ hàng ở xa. Mọi người nói là em có ra nhà ngoại chơi hay không. Thì cha em mới nói là thôi đừng có đi, ở nhà với cha đi. Em nói là không, em tại vì ở nhà với cha thì buồn lắm, với lại có bà cố thôi. Em muốn đi ra ngoài đó có nhiều bạn bè chơi hơn. Thì trước khi em đi á, cha em có nói một câu là mày đi đi rồi mày sẽ hối hận. Và 3 ngày sau thì cha em chết thiệt. Ông bị sao mà mất? Bệnh lao phổi. Lúc mà em ở về ngoài nhà ngoại thì sáng hôm sau thì em đang xem tivi với lại ông ngoại. Thì chú vào, chú gọi em nói là cha mày mất rồi kìa, ngồi coi tivi làm gì nữa. Xong rồi chú em đi ra sao? Thế là lúc đó em cũng bị sốc. Em cũng không biết là em đang nghe cái gì nữa. Thế là đến khi mà bước lên xe của chú em để đi cha chú em chở về nhà thì trên đường em khóc mà em cái bầu trời nó vẫn như vậy. Mặt trời sáng thì nó vẫn có nắng. Nhà cửa đi trên đường thì mỗi ngày cha em mỗi chở em đi thì nó vẫn y như vậy. Nhưng mà có một điều vĩnh viễn từ nay về sau mất đi mà em không thể nào tìm lại được nữa. Cái đợt thứ hai là khi nào? Sau khi cha em mất xong thì đến mẹ em bệnh. Bị buộc phải gửi qua nhà của một cái cô. Cô này thì cô bị bệnh, bệnh tim. Nhưng mà cổ thì rất là nghĩa là mỗi ngày đều phải mỗi ăn roi, mỗi đánh á. Cổ đánh em á? Vì sao? Nếu mà kêu một tiếng mà em không nghe là bị đánh. Hoặc là em đi về, đi học về mà trễ 5 phút là cũng bị đánh. Em ăn thì em còn nhỏ và em cái tật em là không ăn được ớt, không ăn được cay. Mà ở trong nhà cô toàn ăn đồ cay không mà. Em không ăn được là sẽ bị đánh. Cho nên là... Cô ấy là gì của mẹ mà mẹ em gửi? Cô là bạn quen biết của cậu ruột em. Thì do là cậu ruột của em cũng ngại em về nhà. Tại vì cha em đã bị lao phổi rồi. Thực ra là mẹ em bị, sau đó là mẹ em bị xuất huyết dạ dày. Sau đó là mẹ em ói ra máu. Thì ói nhiều quá nên là mọi người bắt ép phải qua khoa lao. Có một lần em đi ra sau á, thì em đi lén lén rồi em nghe cậu em nói với ngoại là không có cho nó ở đây được nữa. Tại vì nó ở đây nó lây vi khuẩn. Từ đó trở về sau Em đều có một cái thói xấu là luôn nghĩ người ta đang nói xấu mình. Thì em buộc phải đi. Tại vì mẹ em cũng không còn sức để chăm em được. Thực ra đi thì em sợ lắm. Em cũng năn nỉ là đừng cho con đi. Thôi mẹ cho con ở nhà đi, con chùi toilet con cũng chịu nữa. Nhưng mà con chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Mẹ em nói là con ơi bây giờ mẹ không có khả năng chăm sóc cho con. Mẹ hứa là bây giờ con đi qua bên đó đi, mỗi cuối tuần thứ bảy á, chủ nhật là mẹ sẽ qua thăm con một lần. Ráng. Thì em nghe lời mẹ em đi. Mà
đi qua bên đó thì hình như là 2 tháng, tuần này hết tới tuần nọ, tuần kia, nghĩa là cũng có một số người gửi qua thì người ta được cha mẹ đón về, nhưng mà em ở đó luôn. Lúc đó em nghĩ về điều gì khi mà mình ở đó luôn? Em nghĩ là em muốn chết. Tại vì lúc đó em bị đánh nhiều lắm, đánh mỗi ngày rồi còn nhiều cái chuyện kinh khủng nữa. Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ em chết ở đây thì chắc cũng không ai biết, tại vì đâu có ai qua thăm đâu. Đó, em có viết lên bàn ngay cái chỗ em học á, một cái chữ là hận. Em khắc lên trên bàn á, hận, hận cả thế giới luôn. Nghĩa là mình cảm thấy là mình giống như là một cái đứa không bà con thân thích, mà không có cha, không mẹ, mà mỗi cái buổi chiều á, ở đó, gần đó có một cái nhà thờ, cứ khoảng 5 giờ chiều là nó cứ giọng chuông vậy nè. Cái buổi chiều làm em sợ lắm. Tại vì em sợ điều gì? Nó là một cái ngày tàn và nó buồn lắm. Em sống trong nỗi sợ hãi là lỡ mà mình chịch chút là bị đau lôi ra đánh. Mà đánh hồi xưa đánh dữ lắm, cầm nguyên cái roi mà đánh. Nhưng mà mỗi lần mà em nói, em kể á, là em bị đánh như vậy không ai tin hết đó. Mà nếu như mà có thì nói là tại con lì quá, người ta đánh con. Không một ai khác trên đời đem về em. Vào khoảng năm em học lớp 6 thì em có xem đá ba một lần, là ngay cái trận mà Thái Lan với Việt Nam thì thấy Việt Nam thua. Thế là lần đó em nhớ về là em khóc một tuần lễ và em cảm thấy em hụt hẫng, mà em đau đớn, em mất mát như một cái gì đó rất là lớn. Thế là em thấy cảm xúc đó rất là tiêu cực và rất là khổ sở. Thế là từ đó về sau là có một lời thề là không xem bóng đá nữa, nên là không coi bóng đá, không biết gì về anh Vinh hết. Nhưng mà trước cái buổi chụp hình ấy thì ekip của cái tờ báo nói là em sẽ chụp cùng anh Vinh. Em mới hỏi là con Vinh là ai, thế là em bị chửi một trận tơi bời, tại sao lại không yêu Việt Nam mà không xem bóng đá. Hôm cái trận chung kết đó là bắt em phải đến xem cùng mọi người. Là cái trận hôm đó là em có xem. Nên là sau đó 2 ngày có biết đúng không? Dạ có. Rồi có biết cho nên cũng có hơi rung động, cho nên cũng biết xéo này nọ không? Lẽ ra là em sẽ chụp hình với một người khác. Nó lại chụp chặt vào đúng cái thời điểm mà gọi anh Vinh lại. Anh Vinh ok cái lịch có thể chụp hình được với em, như là sau AF Cup 2 ngày. Chứ nếu trước đó thì anh Vinh cũng không thể chụp được. Và nếu như không có cái buổi chụp hình đó thì không có cái nhân duyên gì để em với anh Vinh có thể làm việc được với nhau và có thể gặp nhau được hết. Và sau khi xin số điện thoại thì buổi tối anh Vinh có mời đi ăn. Và thực ra là sáng ngày hôm sau là anh Vinh đã bay về Hà Nội rồi. Nếu như mà buổi tối đó mà không đi ăn với nhau và không nói chuyện được ấy, thì là cũng sẽ không bao giờ có một cái mối quan hệ như vậy nữa. Có nghĩa là mọi thứ nó như là một cái sắp đặt. Hôm nay em nhớ không nhầm là phải chụp hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thấy lúc đến cái đoạn mà đấy, cái ảnh của anh Đại Nghiền dơ lên cái ảnh đấy. Tức là chụp hình mà Tiên cứ cầm cái giày mà Tiên cứ dơ lên thế này, dơ lên liên tục thì chân mỏi. Thế là lúc đó em hỏi rằng là em dơ chân có mỏi không? Dạ. Dạ, của ổng là người massage chân mà. Ổng là cầu thủ rồi, được massage đó. Tôi chỉ biết không, lúc đấy Tiên lúc đấy Tiên là đã cười với em. Dạ. Và lúc đấy em cuối buổi là em xin số điện thoại của Tiên. Tối đấy mời Tiên đi ăn kem. Mà trước đó thì gần như là em không bao giờ ăn kem. Nó thực ra là đi chung với rất là nhiều bạn. Tại vì anh Vinh vừa mới vô địch AFF Cup xong thì cũng có rất là nhiều người muốn chúc mừng anh Vinh. Thì cái buổi hôm đó rất là nhiều người. Thế thì đi vào vô quán kem thì người ta không nghĩ là anh Vinh kêu kem. Tại vì mọi người biết là anh Vinh là rất là, trước thì không bao giờ ăn kem. Tại vì ăn kem vào là họng nó sẽ bị đau. Thế là lần đầu tiên em nghe em ăn kem cái gọi cho em kem luôn. Như em nói rằng là vợ em là một người rất thông minh. Rất thông minh. Và vợ em chưa bao giờ trong mọi vấn đề mà vợ em tỏ ra một cái là không ngu ngơ không biết. Và đối với vợ em rằng là rất rõ ràng. Sai là nói góp ý thẳng là sai. Và em nghĩ rằng là em rất may mắn khi lấy được Tiên làm vợ. Em có một đặc điểm rất khác với người khác, tức là chỉ cần một câu nói của vợ trong một ngày đấy có một điều người khác là em biết sẽ có chuyện. Ví dụ là
anh Vinh thường rất là thường xuyên xa nhà hồi xưa. Tuy nhiên là chỉ cần em bắt máy điện thoại lên, alo. Cái tiếng alo của em lúc đó là tâm trạng của em vào lúc đó là có chuyện hay không có chuyện, anh Vinh sẽ hỏi, anh Vinh sẽ biết. Tinh tế. Phụ nữ thì đúng là sợ xấu. Sợ xấu và sợ thay đổi ngoại hình. Và quan trọng hơn là phụ nữ sợ sau khi sinh thì họ không trở lại được cái vóc dáng như từ xưa khi mà họ chưa có con nữa. Và quan trọng nhất là có lẽ phụ nữ sợ nhất một điều đó là nếu như mà thông qua tiên là em thấy rằng là cái thức cùng con đó mới cái điều mà thật sự là vất vả. Và quan trọng hơn nữa rằng là mỗi lần sửa ra thì cái điều đó nó cảm áp lực cho một cái người phụ nữ sau khi sinh. Là chăm con á, à sợ chăm con. Em chưa bao giờ thấy vợ sau sinh em thấy khủng hoảng vì em thấy hạnh phúc lắm. Đàn ông bây giờ là đàn ông hiện đại. Đàn ông hiện đại thì không ai đi ngoại tình khi vợ có bầu cả. Người ta mang nặng đẻ đau cho mình mà nghĩ sao mà đang mang giọt máu cho mình mà đi ngoại tình. Cái thứ đàn ông rẻ tiền. Khi mà vợ mang thai là da mặt bị xấu, bụng bị phệ. Mà thật nhìn không có nhu cầu, nhìn sợ lắm luôn á. Thì em đi ngoại tình rất là nhiều. Ta mang nặng đẻ đau cho mình mà nghĩ sao mà đang mang giọt máu cho mình mà đi ngoại tình. Cái thứ đàn ông rẻ tiền. Điển hình là em. Dạ. Điển hình là em chưa bao giờ đi ở ngoài mà thứ hai em. Thấy chưa? Thế là mình nói chưa? Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Chưa bao giờ đi ở ngoài. Em lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Chọn người bạn diễn với mình. Ok anh, rồi em chọn chồng em. Nhẹ nhàng nhưng mà rất hạnh phúc. Cái điều gì giúp cho bạn tấn công Thủy Tiên lần đầu gặp mặt? Có lẽ đó là cái sự lạnh lùng của Tiên. Nhưng khi bạn tiếp xúc cô gái ấy, bạn có cảm thấy là cô ấy lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cô ấy không? Những người mà thường lạnh lùng bên ngoài thì bên trong sẽ có một sự yếu đuối. Và khi đi đến với Tiên thì em cảm nhận được rằng là Tiên về trong xâm thẳm tâm hồn của Tiên thì có những cái mất mát, có những cái thiếu mà mình cần phải bù lấp và cần phải chia sẻ. Thực ra anh nghĩ là hai bạn đều là hai cái người mà từ bên ngoài người ta nhìn vào về ngoại hình, phong cách của hai bạn, người ta sẽ cho rằng đây là những nhân vật cực kỳ nguy hiểm để yêu. Một ca sĩ mà ha, rất xinh đẹp, một cầu thủ nổi tiếng mà bao nhiêu cô gái theo. Nhưng thực sự ra khi tiếp xúc với hai bạn, người ta sẽ có được một cái câu trả lời chính xác cho những năm mà các bạn đã trải qua cùng nhau, rằng là đây là cái tình yêu thật, chứ không có vẽ được. Bởi vì hai cái đường thẳng này nó gặp nhau ở một giao điểm, và giao điểm đó được mang tên là chân thành. Chúc hai bạn hạnh phúc.